Hai, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và ngày hôm nay mình xin chia sẻ một clip video đầm trung niên mình sẽ mua tại Co-op Mart đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận nha các bạn. Mà các bạn hãy cùng xem video này với lại mình nha. Rất là hấp dẫn, có những khăn choàng rất là đẹp luôn. Xin mời cả nhà nha. Và đây, mời các bạn hãy cùng xem ở trên lầu 2, thời trang đầm rất là nhiều, có nhiều dạng lắm đó. Đây là mình đứng ngay chỗ đầm trung niên nha. Còn đầm thanh niên, thiếu niên thì cũng có hết. Nhưng mà chủ yếu là mình review đầm trung niên cho các bạn xem. Những cái mẫu đầm ở trong này là nhiều cái shop người ta ký gửi vào đó các bạn. Mà hôm nay là ngày lễ cho nên là ít, rất vắng người đi xem. Người ta đi chơi xa hết rồi. Thì mình rảnh rỗi thì mình review những cái đầm này cho cả nhà mình xem nha. Coi cái nào thích hợp thì mình hãy đến mua. Thì giá cả ngày hôm nay á, thì người ta hết giảm giá rồi cả nhà ơi. Bởi vì cả tuần trước người ta đã giảm rồi, nên bây giờ là người ta đứng giá lại. Thì trung bình mỗi đầm như thế này á, là khoảng là 200 mấy cho tới 300. Còn đầm trung niên á, thì nó cao hơn nha các bạn. Để mặc vừa nè, áo là bự mặc vừa, để lấy áo là mặc được. Áo con nít cũng quá trời luôn, áo đầm con nít nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thử vài cái đầm cho các bạn xem nha. Và đây là cái đầm đầu tiên nha các bạn. Mình là không có cái size nhỏ, bởi vì cái size của mình là XL. Nhưng mà cái này là 3X luôn. Bởi vì không có cái, cho nên mình mặc vô nhưng mà nó cảm thấy nó đẹp. Nó hợp với cái tuổi của mình ha. Cái áo đầm này với giá là 490 đó các bạn. Và nó có nhiều mẫu giống nhau nha. Nên mình sẽ mặc thử cái nền vải, thích cái nền vải với cái màu á, nó đẹp cho cái tuổi, nó hợp với tuổi trung niên của mình. Nên mặc thử cho các bạn xem đó thôi. Và những cái mẫu đầm này với giá là khoảng 519.000 một cái nha các bạn. Và đây là một cái đầm ngắn nha, trên gói nha. Thì cái mình giải nó cũng phi bóng nha, nó có họa tiết cũng đẹp lắm. Cái này á, là khoảng 450 nha cả nhà. Mặc thì thấy thoải mái đó, nhưng mà cái số của mình thì nó cũng hơi rộng đó. Nó có hai cái túi hai bên nè. Qua một số tài có thể thì tôi đi khách hàng tại quầy
Và đây là một cái mẫu nữa, ôm sát người luôn, rất là đẹp, bằng vải thun nha. Cái mẫu này với giá là 599 ngàn, rất là đẹp luôn. Nó có màu vàng nữa nha các bạn. Thì cái quả tiết cái vải phía bên ngoài nó giống như cái áo khoác vậy đó, mà nó có kim tuyến nha. Còn cái này là đầm dài, mà cái lụa mình giải nó giống như là siêu toan vậy, bạn mặc rất là mát. Thì giá nó cũng khoảng là 300 mấy á, bởi vì mình mặc cho các bạn xem thử thôi, chứ mình không có định mua, cho nên là cái giá của nó mình chỉ thấy thấp thoáng vậy thôi, mà khoảng 350 đó các bạn. Bởi vì cái mẫu này thì mình đã có nhiều rồi. Và đây là thêm một cái mẫu nữa, nó cũng giống như cái mẫu hồi nãy, bằng phi bóng nha cả nhà, rất là đẹp và mát. Thì cái này cũng khoảng là 350 luôn. Và đây là cái cuối cùng mình mặc thử. Thì cái này thì nó đúng size của mình này các bạn, XL nè. Đó, thì cái này cũng giá đó luôn, nó cùng giá luôn nè các bạn, là 350 nha. Trung niên thì mình mặc thì rất là vừa, nhưng mà có cái là có cái số lớn quá mình mặc không có vừa. Như mấy cái này nè, hồi nãy là cái màu vàng này nè, cái màu vàng này là thì nó cũng rất là đẹp luôn, nhưng mà cái size á, cái size đó cả nhà, cái size của nó là cái size thứ 2X liền. Chung thì cái này thì mặc lên thì nếu mà vừa với cái đi của mình thì rất là đẹp, nhưng mà có cái là giá thì nó hơi cao, giá là tới 599 ngàn một cái nè. Rồi mấy cái váy nè, cái này là khăn hôm nay được giảm giá nè cả nhà ơi, 165 mà còn lại có 119 à. Khăn tràng đẹp lắm, đủ màu hết nha. Ô, ở đây 69 ngàn, màu vàng 175 ngàn. Mình sẽ đòi thử cái khăn này là lên cho các bạn xem nha, nó giảm giá các bạn 175 ngàn, mà nó giảm còn lại có 119 ngàn thôi. Mình thấy rẻ quá, mình mua một cái nha. Cái màu vàng thì mình chỉ thử thôi, mình sẽ mua cái màu xanh. Thank you.
602. Nhưng mà con mặc cái đó vừa không mà con thấy vô chưa, cái đó đủ đàn ông lấy ha, nhỏ này nó không biết gì chưa á. Mình phải lựa này là cả nhà biết không, cái này là cái quần này mình đi du lịch đó, mình đi du lịch đó mình mặc á rồi mình bỏ luôn, rất là tiện nha cả nhà. Cái này nè, cái này nè, nó rất là tiện dụng khi mình đi du lịch nha. Thì ở đây cô ốp bán cái loại này là các bạn mặc rất là sướng luôn. Mình phải lựa, mình phải lựa, nãy giờ mình lựa được bốn cái này nè, nó cái ít eo mới đúng nha, tại vì mình lớn tuổi rồi, cái này của mình nó to đó các bạn nữ, cái này mình nó to thì mình phải mặc ít eo mới vừa. Thì nãy giờ đi kiếm cái chừng luôn rồi, cái ít eo nó rất là bán được lắm đó nha. Đó, chỉ có cô ốp mới có cái loại này thôi, tại vì cô ốp nó sản xuất ra tiện lợi lắm, mà lại bền bỉ nữa. Mình mặc một lần mình dục mà mình cảm thấy mình chưa muốn dục nữa đó, thì cái này nó giảm, hôm nay còn có 19.500 à, mình mua 4 lóc. Giới thiệu đến các bạn mua mặc cho đi du lịch cho nó tiện ha. Giờ mình đã chia sẻ đến các bạn trung niên mình xem ở cô ốp Nguyễn Kiệm, có nhiều mẫu rất là đẹp luôn ha. Thì thôi bây giờ mình sẽ xin chào tạm biệt nha. Hôm nay lễ 2 tháng 9 không biết đi đâu hết, đi vô đây review ở đầm cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ đi về nha. Nếu như các bạn trung niên, các chị, các cô nào có thích kênh của Kim Hòa Fashion thì hãy vào đăng ký và xem ủng hộ cho mình nha. Và cuối cùng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ.